đây cả nhà Sinet. Mà thế này giờ mình chụp cho mình nâng cả nhà Chan Sinet có chị copywriter hay chị scriptwriter phong đài. Ngày đi ban mà đo hàng cà phê lúc sau đi. Nghĩa chị thương ngay Grand Opening sẽ phải thương mây đồ bó có phải nhịp quân lúc sắp chẳng thao này. Và ok, chấm nóng chưa cái đó sẽ phải nâng không? Sẽ phải với chấm nóng chưa, hai tay tiên em ăn sống khăn, sống khăn tay đập bấy rồi vậy. Ok. Hay xin hết mẹ rào mạch đá đại bàn khơi xe mặt tập hợp thông mấy ra đây trong cơ rau ý xâm rạp trang bí bà mà phấy rồi bà có vấn đề vấn xong dòng phó sắp phơ mình cho nói cho ta tư tí ná mình xong khán tư đầm bầy vầy tam bất tư dòng xoa bằng phơ dư vầy hay là tam tan sắp phơ bỏ quạt cực đài hay sắp phơ nâng riêng thì xe hình tích đại xa ta vìa bệnh bầy đôi chìa cái hai thai cầm mặt hẹt đập ná cầm xan trung vinh anh dạy thai trung vinh bị thông lộng bỏ quạt đài hay thực ra quạt bàn đà lên trang bất tê hay nâng bà bị sao chỉ vật bà quạt để quạt thuộc chụp bất tê hai ca bị xe bị xe nó sống khăn khăn nó không sống cung có đôi không chỉ vật bà quạt để quạt chụp bất tê hay dòng mấy chị đại ổn mình đây bà đám nhạc đó bà đềm bà đề an chơi bị xe fan bà lục sắp chẳng phở ơi xâm rạp fan bà bóng phở nhưng cái thả này bên chia ở trong dạy thả sạch rương thăm mấy hai chị bà phê sắp hơi thăm mấy đại xa dương ở đại khơi bà lòng lục nè bỏ tranh miền rụp hiệp ấy nâng nông nâng ấy chẳng nâng nông nâng ban an sạch rương ni môi hai ban mơ rụp thọt nâng nông nâng tiền chẳng mấy thà sập phơ ní chì sập phơ bà lòng lốt viết mến lạc nạp bà lòng lốt viết đôi chì cái hai thà phết cầm nạt hẹt cầm nạt hẹt nê chì vật nâng ngày cầm nạt hẹt nê đầm nà chì vật bỏ cầm vầy nịp quân sọc chẳng phò chẳng ok hay ta ai bằng hào bán là style thật xe sập phơ mới ní chia style với đây cái nhà xin nét lọc chụp bà lòng máu nâng nông của cái nhát chứ mà nếu nét đại bậc ca ăn thì phơi nên chẳng cái nhát đắng vì được biết được bóp này ca sờ xe này ca tạ tay style được bóp nè thì quân mới mùi mà ta những anh bạn trai nhất tha viết trên một phết này ca sờ xe bài mất tầm lại họ sờ sờ bài tầm nếp họ sờ sờ bài ấy được có style bài chia topic mùi mùi này chỉ vật được còn mày ơi vậy tới anh ấy riêng khai vì sna đây bóc quạt môn môn trong bên này tha sna đây bóc quạt mùi này nó cứ phịa cho ra như vậy vì đầm ná cầm san bài vật chủ miền bài positive á là nó bây là dân từ đó cái lại nam mùi vì thôi ảo dân riêng vì ai mùi được nông nâng chẳng là biết sẽ bóc quạt nó vì miền tăng vì đầm ná cầm san cha cha đại quạt lọp bàn sẽ đôi chi của mạng sna môn này chẳng thấy hay giải riêng khai nhưng ở đại đằng này chẳng á hay nhưng cái tha bia chia anh vậy tha bia chia ca sợ xe bài tầm nợp muối bệnh tái ban rai rapi mà nó chết tận á đại quạt ban sợ xe được không nâng bài chia tập hết anh vậy tha cầm nợ hết chẳng đẹp tông nâng ca an bong trong số tha ta xin nét ban an sợ phải được hai nữa ban an khác là hai khác là chẳng bong trong thuộc bây giờ nào đó bong xin nét ta ta nó bây giờ xin nét ban an và màn tầm po nâng ta thưa ai feeling như mình ở rộng như mình ơi nhôm mẹ rắm tha nhôm tôi mặc rap quạt môn đang đai tha việt bay đôi chia rồi đây summer đài dương cho nhà hai miền khăn đây miền group lưu chiến nè nơi bạn than đài rôm quạt chung mình luôn dương riêng chân ấy nơi thiên bắc và thua ao dương miền rắm sạch sài ăn sập hơn đang hái đôi trong vậy môn đang bia thua ao dương miền cá cắt mui bạc bị chầm miền hay thua ao dương ăn hái miền rắm sạch là ok bà chắc mẹ vậy trong năm nhà đó phải mình ăn ở trong cái ơi chị trong cái đó đam nha ơi fan bao bọc hoa từ ông nào vô râu tập hơn nâng á để sai tập hơn nâng play thay mày hay còn ăn tới ai từ tu bắt sao thay mày được mong nâng tài ok chà mà tay mà tay nơi hàng đồ sai vào đi thay ok nơi cho là bóng xà lá xin sập bạc chà chụp cái này ngày sai giờ nơi ba cái tả chà con ôn chị fan bao lâu có về nhật bản sau trận pha là ba bọn chẳng á bây giờ ngày nay mà đừng miên cài đại
អូថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមកសំពោធកម្មវិធីសភើគាត់ផងនឹងជាស្នាដៃគាត់ជួយតលុបតបងប្អូនខ្ញុំជាអ្នកលក់សភើអូអ្នកលក់សភើបន្តបានឈ្មោះចដាលបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកជាអ្នកទទួលការបោះដុំពីលោកសុនសំផលណាបាទបាទហើយធ្លាប់អានស្នាដៃរបស់លោកសុនសំផលប្រហែលចំណងជើងហីអឺច្រើនគួសមដែរធ្វើគាត់ចេញមកគឺអាចរំលងបងអញ្ចឹងទៅពេនគាត់ពេនកម្មមកបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ស្នាដៃថ្មីនេះតើមានអីប្រាប់ញ៉ាំដល់ប្រិមត្តអ្នកអានក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់តររបស់លោកសុខចន្ទផលអឺសម្រាប់ខ្ញុំស្នាដៃថ្មីរបស់បំផលលើកនេះគឺខុសផ្នែកពីសភើលោកមុនទាំងអស់ដោយសារតាបញ្ញាពីសភើវិញគឺពណ៌ធម្មជាតិគ្រប់ទំព័រហ្មងបងបាទហើយការរសជាតិបើប្រៀបបើនិយាយពីសភើគាត់ទាំងអស់គឺស្នាដៃក្រោយនេះគឺរសជាតិខុសពីមុនខុសពីសភើមុនមុនទាំងអស់គឺមានភាពតាក់ទាញចិត្តមែនតើមកព្រោះអីគាត់គឺជាអ្នកនិពន្ធទី1ដែលចេញសភើតពណ៌ទាំងអស់ចឹងអស់ដែលបើរសជាតិជីវិតបាទទីតពីដំណើរកំសាន្តរបស់គាត់ដែលបានឃើញតាំងពីអូខេអរគុណអរគុណបាទអូនជួយដែរខ្ញុំឈ្មោះវិរិយាបាទអូនជាអ្នកអានសភើមួយរូបនឹងជាអ្នកដែលចូលចិត្តអានសភើមែនទេបាទអញ្ចឹងបានន័យថាអូនជា fan របស់លោកសុខចន្ទផលជា fan ផងជាមិត្តផងអឺអញ្ចឹងបានន័យថារាល់ស្នាដៃរបស់លោកសុខចន្ទផលហើយជាអូនអានតែអស់បាទអញ្ចឹងឥឡូវអូនបង្ហាញពីចំណារងសភើថ្មីដែលទើបនឹងបើកលក់ថ្ងៃនេះមួយទីមកបងចង់ដឹងថាតើខ្លឹមសារអត្តន័យអត្តរសនៅសភ័នភាពនៃសភើនេះតើវាយ៉ាងម៉េចដែរនិយាយទៅសភើនេះគឺប្លែកពីសភើផ្សេងផ្សេងដែលអ្នកនិពន្ធសកលខ្មែរយើងធ្លាប់សរសេរវារបៀបដូចជាកំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃឬក៏កំណត់ហេតុនៃការធ្វើដំណើរដើរលេងរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយគាត់មានរូបភាពពណ៌ធម្មជាតិចូលទៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងយើងមើលទៅវាមិនមែនមានតែអត្តរសមានអត្តន័យមានទាំងសកលសកលភាពបន្ថែមលើនឹងទៀតហើយមួយទៀតគាត់ចង់បង្ហាញពីការទៅដើរលេងនៅកន្លែងណាមួយហ្នឹងយើងទៅវាមិនមែនបានតែថាទៅដើរលេងកន្លែងហ្នឹងទៅស្គាល់កន្លែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអាចបានបទពិសោធន៍ផ្សេងឬក៏យើងឃើញអីផ្សេងយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃបានហើយមានអីបន្ថែមទេខ្ញុំចង់ណែនាំឲ្យហ្វេនរបស់គាត់ឬក៏អ្នកដែលអត់ធ្លាប់អានសភើដែលក្រាស់ក្រាស់ពីមុនមកសាកជាយាមអានព្រោះឯនៅក្នុងនេះមានអត្ថបទខ្លីៗច្រើនវាមិនមែនជាសភើរាប់រយទំព័រដែលយើងពិបាកអានទេអញ្ចឹងយើងអត្ថបទខ្លីៗដូចជាអ្នកដែលចាប់ដើមអានសភើដំបូងនេះអាចនឹងជាយាមអានសភើនោះទៅនឹងយូរនឹងកើនការស្ដាយការបាទបានន័យថាធ្វើឲ្យយើងមានចំណុចចិត្តនៅក្នុងការអានអូខេបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបងវិរិយាបាទ